Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của hệ thống phân phối Vinachi. Vừa rồi thì Nghiêm có chia sẻ tới anh em một sản phẩm dao to be, cuốc và bo mép có thương hiệu từ Thaway, giúp anh em tạo ra một đường rãnh trên phôi gỗ và một đường mép soi trên phôi gỗ, một công đôi việc rất chi là tiện ích. Nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em và có một số anh em hỏi Nghiêm là có sản phẩm nào có thể chạy ván một cách nhanh chóng và chính xác kết hợp cùng với sản phẩm dao to be, cuốc và bo mép này không. Hôm nay thì Nghiêm xin chia sẻ tới anh em một sản phẩm dao to be chạy huỳnh ván có thương hiệu từ Thaway, giúp anh em làm ván một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Về kích thước của dao thì có đường kính là 14,5cm. Dao sử dụng cốt trục 35 nên là phù hợp với tất cả những máy to be thông dụng ở trên thị trường. Bề dày của lưỡi dao là 1cm và dao được sử dụng một chất liệu hợp kim nên là phù hợp với tất cả những phôi gỗ cứng. Sau đây thì anh em sẽ cùng Nghiêm đi trải nghiệm sản phẩm này. Sau đây thì Nghiêm sẽ lắp mũi vào máy để trải nghiệm anh em xem. Anh em phải nhớ siết thật chặt cho Nghiêm, khi làm việc thì nó sẽ không bị rung rắc. Sau đây thì Nghiêm sẽ chỉnh mũi cho anh em. Khi anh em chỉnh mũi xuống thì anh em phải tùy thuộc vào cái độ ván dày hay ván mỏng của anh em và cái đường rãnh nhân của anh em để anh em chỉnh ván. Vừa xong thì anh em đã cùng Nghiêm trải nghiệm sản phẩm dao to be chạy huỳnh ván có thương hiệu từ Thaway, giúp anh em tạo ra những đường huỳnh ván có độ chính xác và độ thẩm mỹ cao khi mà anh em áp dụng lên trên tất cả những mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ, bàn ghế, giường tủ vân vân. Thì Nghiêm đã cũng thử lắp cho anh em xem. Đấy. Rất chi là tinh tế, đẹp. Anh em mà xem video mà chú ý đến sản phẩm dao to be chạy huỳnh ván này thì anh em có thể nhấn vào đường link của trang web đặt hàng hoặc anh em để lại số điện thoại trong phần bình luận. Nhân viên sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Anh em mà xem video mà có những thắc mắc gì về máy móc, phụ kiện ngành mộc thì anh em có thể comment bình luận bên dưới, Nghiêm sẽ tư vấn và giải đáp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Đừng quên cho Nghiêm xin một like, ấn vào theo dõi đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ hệ thống phân phối Vinachi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.